Hello, chào các bạn. Giới thiệu các bạn những hình ảnh này là của con Flycam DJI E2S. Vâng, mới ra hôm 15 tháng 4 vừa qua. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là ở chất lượng 4K, hay gọi chính xác là 3K8. Tôi up lên YouTube là 3K8. Lý do là con này quay 5K4, nhưng mà máy tính tôi yếu quá, không có xuất nổi cái chất lượng đó, cho nên là tôi chỉ xuất 4K thôi các bạn. Đấy, thì chất lượng hình ảnh, chất lượng video quay ở cái video các bạn đang xem là tôi đang quay chế độ ô tô tự động hoàn toàn. Vâng, quay tự động cho nó nhanh và để cho các bạn thấy cái khả năng tùy biến của nó như thế nào. Còn nếu các bạn quay thủ công thì khẩu độ fit là 2.8, không chỉnh được, và ISO từ 100 tới 6400, và đặc biệt là tiêu cự. Các bạn chú ý góc con này rất là rộng. Đó, tiêu cự con này là 22mm, so với con Hero là 28mm, cho nên nó rộng hơn. Với cùng một khoảng cách bay giữa sông, bạn sẽ có góc nhìn rộng hơn. Đương nhiên, để trả giá cho cái sự góc rộng này, thì nếu camera của bạn bẻ xuống giống như tôi đang bẻ đây, tức là ưu tiên cái phần mặt đất nhiều hơn đường chân trời, cái đường chân trời nó không nằm ở ngay giữa đó, thì những tòa nhà ở hai bên trái và phải nó sẽ bị nghiêng. Đó là chuyện đương nhiên của những cái camera góc rộng. Để chữa cháy cái hiện tượng này thì các bạn có thể để đường chân trời nằm ngay giữa trung tâm của video thì tòa nhà sẽ không cong. Tuy nhiên, bây giờ tôi đang quay ban đêm và đang test khu vực có đèn sáng, cho nên là mình không thể bẻ lên trên được, tại bên trên bầu trời bên trên xấu quá. Bầu trời bên kia nó xám xịt, nó không có mây, nó không có cái gì để mình quay cả. Đó, cho nên là tôi buộc lòng phải chỉa cam xuống để các bạn nhìn thấy bên dưới. Nếu các bạn muốn đẹp hơn thì phải có thể quay cái lúc mà trời nó còn đang nhập nhọa, trời sắp tối á, nhưng mà do khúc này ở bên quận 2 buổi chiều anh em thả diều nhiều quá, cho nên tôi phải đợi đến khi trời tối hẳn, mọi người thu hồi diều về thì mới bay lên được. Cho nên lúc này trời nó xấu rồi, với lại tôi mới nhận máy hồi trưa, cho nên là chiều ra bay luôn. Chủ yếu là háo hức test chất lượng video cho bạn xem thôi. Còn cảnh quay thì như các bạn biết, mình phải đi săn thì mới có thể có những buổi chiều hoàng hôn đẹp được. Vâng, đây là đỉnh Landmark 81. Thì với cái sóng Ocosin 3.0 của con này, khi mà mình lên đỉnh hoặc là bay khu vực gần này thì chất lượng rất là tốt, không hề có bị khựng hình, giật hình gì cả. Chất lượng sóng hoàn hảo. Tôi đã bay test thử lên đỉnh 2 lần, một cục vào lúc trời sáng, các bạn coi vào phần cuối video, và cục này là trời tối. Thì yên tâm về chất lượng sóng sánh, không có vấn đề gì để lo cả. Đây là lúc hạ cánh. Đó, mình tranh thủ test thử cái nơi không có đèn đóm này thì nó như thế nào. Vâng, khá đẹp các bạn ạ. Vâng, đây là cảnh ban ngày đây. Lúc 5:30 chiều, trời đang chuẩn bị tắt nắng. Đó. Do diều nhiều quá, cho nên là tôi chỉ treo máy lên ở độ cao 500m và đứng im, và xoay cho các bạn xem thôi. Đó, đứng im mà xoay vòng tròn để các bạn thấy rằng là lúc thuận sáng và ngược sáng hoặc sáng xiên thì chất lượng video sẽ như thế nào. Vâng, tôi đang quay chế độ màu D-Log, tức là chế độ chuyên nghiệp, và để về nhà dùng Premiere và lút màu lên. Cho nên là video này đã được chỉnh màu các bạn. Nếu không chỉnh thì xem nó không ra cái gì đâu. Nó rất là tệ, rất là xấu. Đó, các bạn nào đã từng quay D-Log màu chế độ màu Black thì sẽ biết vấn đề này. Nhiều bạn cứ nói là phải gốc phải không? Không được đâu. Mình phải quay D-Log để mình chỉnh màu thì chất lượng nó mới đẹp được. Chứ còn mình quay ô tô thì chất lượng của nó chỉ được khoảng độ 80% thôi các bạn. Đó, còn mình bay
quay D-Log thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Vâng, đỉnh lên mạc, độ cao tôi bay độ cao maximum là 500m. Màu sắc thì đã chỉnh màu nhưng mà rất đẹp, một cái cảnh vô cùng hoành tráng. Sóng sánh các bạn yên tâm, không có vấn đề gì phải lo cho con này cả, quá là mạnh luôn đấy. Vâng, ở tiêu cự 22 các bạn sẽ thấy nó rất là rộng, ai đã từng bay maximum thì sẽ phân biệt được ngay. Vâng, đây là một cái cảnh cất cánh rất là sát ngọn cây, và cảm biến ở phía trên đầu, hai cảm biến mới được trang bị phía trên đã làm cho máy bị khựng lại một tí. Vâng, cảnh nhà hàng bến du thuyền ở bên quận 7. Rất tiếc là cái cảnh này lúc tôi cất cánh lên thì trời tự nhiên tắt nắng. Quay phim thì các bạn biết rằng là phải có nắng nó mới đẹp, đặc biệt là nắng xiên vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều. Còn lúc này đó, các bạn nhìn những cái cành cây thì sẽ không thấy nắng đổ, cho nên rằng là video này sẽ không được lung linh vì thiếu nắng đó. Các bạn rút kinh nghiệm vấn đề này đó, do tôi không có thời gian nhiều cho nên rằng là quay test nhanh thì các bạn xem thôi đó. Về cái khả năng điều khiển thì tay cầm mới này điều khiển rất là tốt, rất là mịn. Đó, tôi quay chế độ thủ công, bo bằng tay, rất đẹp. Lúc mà tôi quay đến lốc xong thì lúc chỉnh màu thì tôi cố gắng tôi chỉnh cho cái phần màu trắng của cái tòa nhà nó đừng có bị cháy, vẫn còn một chút chi tiết. Và ở những vùng đen cũng vậy, thì con này cảm biến 1 inch đó, và độ sâu màu là 10 mít, cho nên là cái khả năng hậu kỳ của các bạn sẽ được rộng hơn và sẽ được tốt hơn so với lại những cái con Lycam phiên bản cũ. Ok, nếu các bạn nào mà đang sử dụng 2 Pro đó, thì một cái con máy đã cách đây 3 năm rồi thì các bạn cứ tiếp tục yên tâm sử dụng, tại vì chất lượng cái camera nó rất là tốt. Chất lượng của cái camera Hasselblad 1 inch nó của con Hero rất là tốt, cho nên là con này có thể nó sẽ không bằng đâu, vì giá tiền con này rẻ hơn mà. Cho nên các bạn yên tâm sử dụng và không phải lo lắng gì nhiều. Còn nếu như các bạn nào chưa từng xài 2 Pro thì đây chính là cái bản nâng cấp rất xứng đáng cho các bạn nào muốn chụp hình và quay phim ở chất lượng cao hơn, khả năng hậu kỳ tốt hơn, và cái góc rộng, nếu như các bạn biết cách sử dụng góc rộng, biết khai thác thì nó sẽ là điểm mạnh. Còn nếu các bạn không biết sử dụng ống kính góc rộng, không biết khai thác cái điểm mạnh của nó thì nó sẽ là điểm yếu, và nó sẽ làm cho mọi thứ bị cong đó, và làm cho bạn không thích thú. Nói chung đây là một cái gu thôi, một cái gu đó, cho nên rằng là biết cách xài và biết cảm nhận được cái độ phê của góc rộng thì tiêu cự 22mm của con E2 này nó thật sự là đem lại lợi ích rất là nhiều luôn. Vâng, bay hết cục pin gần 25 phút mà còn nắng vẫn không lên, bực mình. Vâng, gimbal chỉnh lên chỉnh xuống nói chung là ok, con này ok, không có vấn đề gì để chê. Tôi cố gắng tìm một điểm gì đó để chê con E2S này nhưng thật sự không có. Nếu có thì chỉ là thua cái camera so với lại cái con Hero thôi, nó chỉ thua đúng cái đó thì đó là điều đương nhiên thôi, tại vì con này là dòng tầm trung, dòng E là dòng tầm trung chứ không phải là dòng Pro, dòng cao cấp, cho nên rằng là mình không thể đòi hỏi được. Sớm muộn gì trong vòng 1 tháng nữa thôi là các bạn sẽ thấy xuất hiện của Mavic 3 Pro thì đó là những con máy để dành cho các bạn chuyên nghiệp. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Các bạn hãy bấm vào link mô tả của video để cập nhật giá mới nhất của shop và mua cho mình một con. Quá đẹp, quá lãng mạn các bạn ơi. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.